đó anh gà nè, ôi nó mập như con heo á, ta vụ vụ gà trống cả nhà. Đó Hugo cả nhà, thay da cái món này. Vô nè cả nhà, cái mối này nó thay da. Nãy giờ thì tấn câu cái mối con rất là nhiều luôn, tấn bắt nó chơi đến hồi tấn thả nó ra nè cả nhà. Mối con nè, nhóc hết trơn luôn. Cái này là cậu nuôi là nhóc hết năng rồi nè, to rồi cái này nhỏ xíu, một con rồi cả nhà, còn con ở bên đó đó. Bây giờ đầu nghề đấy. Ê, nó lái nè, năng nè cả nhà. Cái tăng vụ nó lên, quay cho cái nhà xem. Tiêu rồi. Táp như cá lóc á. Vô nè. Cũng có mấy trái sống nữa, tăng bé nguyên chùm không à, cho nó nhanh đó nè, nguyên chùm như gì nữa nha, cho nó nhanh chứ bẻ từng trái nó rất là lâu luôn. Mấy cây này thì ở quê nó mọc rất là nhiều luôn cả nhà ơi, chùm chùm như gì nè, đó nhìn thấy hấp dẫn à. Để Thắng đi đầu video, Thắng cũng xin chúc cả nhà một buổi sáng vui vẻ mà luôn luôn thành công trong một công việc. Thắng cũng chúc mấy anh em đồng nghiệp trong nghề săn bắt luôn luôn trúng gắn luôn cả nhà. Lâu lắm rồi góc nhỏ miền Tây không đi câu gắn mối cho cả nhà xem nữa, cũng có hơn một tháng rồi cả nhà. Bữa nay thì Thắng lấy cái cây gần câu ra nè, Thắng đi câu ít con gắn mối rồi Thắng quay lại cho cả nhà xem. Câu gắn mối này thì mình không có cần cái lưới câu cả nhà, chỉ cần cái vòng tròn này mình làm công việc chì á, mình xỏ dế vô, không có cào cào á, mình móc vô méo lại như gì nè là mình đi câu gắn mối nha. Mồi câu gắn mối thì Thắng thường câu ở đây thì mồi dế hết cả nhà. Anh em nào có cào cào thì bắt cào cào, có trứng kiến vàng á thì mình mai cái túi lưới hết cả nhà, bằng khởi ngón trỏ mình nè, rồi mình bỏ trứng kiến vàng vô mình đi câu thôi, rồi mình lấy cái thùng bê không có cái vợt gì á. Mà đặc biệt là mình câu gắn mối này thì mình lấy cái thùng bê mới á, là con gắn mối nó trơn á cả nhà, nó bò lên không được. Ở đây thì Thắng cũng vừa mới câu dính được con gắn mối nè, gắn mối to nè. Cấp nãy Thắng câu ở đằng kia mà ngay chiếc xe Thắng á, Thắng vừa đi ra cái nhà, Thắng không có quay cho cái nhà xem nữa. Thắng mời cái nhà theo chân góc nhỏ miền Tây đi câu gắn mối cái nhà. Cái vào mùa này nè, ở bà con mình người ta xả lúa á, gắn mối câu rất là nhiều luôn. Mùa này là câu dễ nhất nè cả nhà, với mùa nước lên á, tại vì xạ này nè, ở ngoài này nắng nóng với trống á, bà con mình làm lúa đó rồi gắn mối nó không có chỗ ở á, nó tạt theo mấy cái bờ kinh này nè. Mấy anh em là có câu thì đi lên đồng theo mấy cái bụi chuối bờ kinh đó là câu gắn mối nó nhiều hơn ở dưới nhà mình. Dưới nhà mình ở trong vườn thì có mà cũng ít xịu cả nhà, mấy cái bờ kinh đó là nhiều lắm. Bữa nay Thắng câu vòng vòng chừng một chút xíu đợi vừa đủ ăn là Thắng đi về à, Thắng không có câu nhiều. Tại vì ở quê Thắng thì cũng có nhiều người câu lắm mà ít có ai thu mua gắn mối lắm cả nhà. Thắng lúc trước Thắng bán thì là bán ở trên Sài Gòn không à, mà giờ Thắng đi làm Thắng ít có bán nữa. Thắng câu vừa đủ ăn là Thắng đi về à. Bữa nay cũng là ngày lễ nghỉ cả nhà, giỗ tổ á, rồi đồng nghiệp câu ở ngoài lộ rất là nhiều luôn, với mấy em nhỏ á. Thắng bữa nay Thắng chạy ra kinh nè. Là khi nào tới mấy con gắn mối nào dễ dễ câu á, rồi Thắng sẽ chia sẻ cách câu cho mấy anh em mà mới có xem video Thắng á. Là Thắng đi lại đây, Thắng thấy con nó chạy vô đây nè. Có mấy anh em mà mới xem video Thắng câu á, hỏi Thắng câu rất là nhiều luôn. Mà mấy gà Thắng đi làm hồ cả nhà, với Thắng đặt 12 cửa ngục á, người ta không đi câu.
Kìa kìa, có con nè, con này nhỏ nè, Thắng chọc máy chơi dính đây nè, nó để Thắng dụ nó ra. Kìa, nó chạy dưới ra. Con này nhỏ quá cả nhà ơi, Thắng đi về dài lên này. Cái này thì mùa gắn mối này dễ câu lắm, chống chống gì là gắn mối được ngoài nắng á. Ủa không, mấy gà Thắng đặt 12 cứ ngột túc ếch á cả nhà, cũng nhiều lắm mà Thắng ít có đi quay lại cho cả nhà xem. Ở đây cũng còn nữa gì nè, giờ này cũng 7:15 rồi nè cả nhà, Thắng cũng vừa lên tới nè, không phải cả nhà ơi. Để Thắng đi, khi nào tới cái con nào dễ câu rồi Thắng sẽ quay ở quê Thắng, bà con mình người ta xả lúa nè. Thắng cũng vừa đi vô đây nè cả nhà, ngay chân cái gốc cây cây khô nè, có con Hugo trong đây nè cả nhà ơi. Để Thắng dụ nó ra quay câu cho cả nhà xem. Hugo trong đây nè, Thắng thấy nó chèo chèo nè, kìa nó ra. Con này hơi nhát đó nha. Ồ, nó mập không nổi vô. Cái con heo á, chạy vô. Vô thùng hai con này nè cả nhà. Con này con nào nó cành cành không cả nhà, mấy con này nè nó mở dữ dằn mở luôn, để Thắng đi câu lên trên đó. Khúc này bà con mình người ta đi ra đây xà văn xịt thuốc quá, nó hơi động rồi, người Thắng đi lên trên. Thắng cấp nãy Thắng câu cái đằng đó được con đó cả nhà, còn Thắng đi ra đây nè, con nó bò lại nữa nè, để Thắng dụ nó cả nhà. Quay cận cảnh câu gắn mối cho cả nhà xem. Cái vòng tròn nè, câu gắn mối này thì nó mấy anh em nào câu quen tay dễ câu lắm, rất là nhanh luôn. Vô thùng con gắn mối mình câu chủ yếu là mình nhấp nhấp gì nè cả nhà. Con gắn mối này thì nó gan con ếch, nó thấy mồi động động là nó từ xa tuốt đằng đó nó cũng chạy lại nữa. Chứ mấy anh em nào mà mới biết câu cũng có hỏi Thắng á, đi lại gần á dục ngay miếng mồi luôn, là đừng có lại gần là con gắn mối nó sẽ bò. Mình thấy con gắn mối ở đằng đó đó cả nhà, mình cứ nhấp ở đằng này nè, cao cao lên gì là nó tự động nó sẽ đi lại à. Mình đi lại gần sát bên luôn mình dục thì con gắn mối nó chạy, mình câu cứ từ từ á. Nãy giờ Thắng câu đảo ra đó rồi đảo vô được 3 con rồi nè, mà gắn mối con rất là nhiều luôn. Nãy giờ Thắng không có câu con nhỏ nhỏ, Thắng kiếm mấy cái con bự bự vừa tầm á rồi Thắng sẽ bắt. Bên đó bà con mình bơm nước rồi. Thắng không đi vừa đi vô đây nè cả nhà, Thắng phát hiện được 2 con gắn mối nè. Một con thì nó nằm ngay chỗ này nè, bên đây nè, một con bự nó nằm ở đó đó. Thắng cầu cái con bên đây trước đi, nằng nè, to rồi con nhỏ xíu. Một con ở cả nhà, còn con ở bên đó đó. Bây giờ đầu nghề đấy, thì nó lái nè, nằng nè cả nhà. Cái Thắng dụ nó lên quay cho cái nhà xem. Tiêu rồi. Táp như cá lóc á. Vô nè. Thắng đi vô nè cả nhà. Thắng vừa đi câu ở ngoài đó rồi Thắng chạy vô mấy cái mé này nè. Cái chỗ này địa hình này ngon lắm, nước mối nó trống trống gì nó vàng lắm cả nhà. Để Thắng đi theo một cái mé này, Thắng cầu gà đó cái nữa là Thắng đi vô. Thắng cũng vừa mới tới cái địa điểm cũ nè cả nhà, địa điểm này là huyền thoại nè. Thắng cầu
mấy cái clip trước chúng gắn mối nhiều lắm cả nhà ơi. Đến hồi Thắng vào bên mấy hầm đó, Thắng cũng có dằn về tại lưới gắn bên đó đó. Thắng cầu ở đây, Thắng đi vào bên đó luôn. Ngay chân cái dằn sới này nè cả nhà. Thắng chạy ngang có một con Hugo vàng ở trong đó đó. Thắng cũng vừa mới móc màu vô xong nè. Cái vòng tròn nè. Dế nè, sách đồ nghề lại thu hoạch nó cả nhà ơi. Cái mùa này thì mùa gắn mối nè cả nhà. Mấy anh em cần thủ câu trong nghề là câu trúng lắm. Ở đây cách 2 tháng đi ngang ta thấy nó giật nín nè. Lúc trước tấn cầu vòng vòng ở đây trong mấy cái bụi xả nhóc mà trơn luôn, gắn mối bự bự không à. Đó anh gà nè, ôi ôi nó mập như con heo á, vụ vụ gà trống cả nhà. Đó Hugo cả nhà, thầy già gắn mối này. Vô nè cả nhà, gắn mối này nó thay da. Nãy giờ thì tấn cầu gắn mối con rất là nhiều luôn, tấn bắt nó chơi đến hồi tấn thả nó ra nè cả nhà. Có con nè, nhóc hết trơn luôn. Cái này là cái ô nuôi là nhóc hết trơn. Anh nằm im gu nè. Mình thả nó ra mình bắt nữa nó lần hai lần là tấn thấy nó dạng á cả nhà, gắn mối á thường thường á. Mình cầm mình chơi nó chút nè, tấn bắt lại được nè. Rồi mình dọc nó chút là mình nó dằn khì à. Nhìn nó quen tay á. Nó cũng bò mất xỉu à. Để tấn đi câu theo mấy cái mé này. Bữa hôm thì tấn với bà tấn với lại Túc, Túc ếch, cái đường này trúng rất là nhiều ếch luôn. Bữa đó Túc có chút xíu à mà cả 4-5 kg ếch đó cả nhà. Ếch khủng không? Tấn đi lên đó tấn bẻ chầm. Ở đó có cây chầm chế chín đó, dưới ngoài đó đó cả nhà. Tấn cầu ít con nữa. Tấn đi ngang ngay chân cái cây chầm nè cả nhà. Trái rất là nhiều luôn. Chế chín đó cả nhà ơi. Cái nhánh này nè. Ở đây có con gắn mối nè. Chầm đây nè. Cái tấn cầu thử rồi dính không. Con gắn mối nè, có bộ khó cầu cả nhà. Nó trồng lùm. Tấn dụng nó lên. Con này nhát quá. Con này hơi nhát cả nhà. Con mối này nhát quá. Để tấn đi nó nói rằng mày tấn cầu mà tấn đảo lại tấn cầu cái con này sao. Nó chui vô lùm này luôn rồi. Ui nó dưới đây nè. Ui nó mập kìa. Trốn rồi, dùm cây chầm trái nè cả nhà. Mình chút tăng lại tấn câu. Chầm đó. Mình chút tăng chèo lên tấn bẻ quay cho cả nhà xem. Cây chầm này nó cũng không có ngọt hung nữa. Nó thịt. Nó cũng ngọt mà thịt ít xịu cả nhà. Có cây chăm ngoài đó đó. Cây chăm ở quê tấn thì kêu bằng cây chăm sừng. Trái nó rất là to, hột nó nhỏ mà thịt nhiều nó mà ngọt nữa. Tấn cũng vừa trèo lên cây chăm nè cả nhà. Tấn đang ở trên đọt nè. Trái nè cả nhà. Rất là nhiều luôn. Cái này thì ở dưới quê nhiều cây nó mọc ở ngoài đồng đó cả nhà, không có ai hái á. Trái nó cũng rất là nhiều luôn giờ nè. Chùm. Trong này nhiều cây nó ăn ngọt, nhiều cây nó ăn chua, nhiều cây nó ăn chát nữa cả nhà. Cùng hồi ngoài kia có cây chăm trái nó to lắm. Nè trái nè. Chùm để tấn hái một ít về cho mấy em tấn. Ở đó viên chùm trái đó trái sắn cả nhà. Trái đó ăn cũng không có ngon không. Nãy giờ tấn câu được có mấy con gắn mối trong đây nè cả nhà. Tấn trèo lên cây chăm này nè, tấn bẻ một mớ nè, mà còn trái rất là nhiều luôn cái trai.
Đó. Cũng có nhiều bạn biết trái này, cũng có nhiều bạn cũng không biết luôn cả nhà. Ở quê mình thì cái này bước vào mùa chăm rồi. Trái nó chín nhiều lắm. Vòng vòng ở trên đồng á, trên kinh đó cả nhà, nó mọc rất là nhiều luôn. Không có ai bẻ hết á. Còn rồi nó rụng hết trơn à. Như cái cây này nè. Nó rụng muốn hết luôn rồi nè cả nhà. Còn nó nói ngoài kia cũng có một cây nữa. Cái tán lội ra tuốt ngoài bên đó. Cái cây bên đó là cây chăm đó, nó hiếm lắm mới có một cây cả nhà ơi. Chăm đó trái to mà hột nó nhỏ mà thịt nó nhiều lắm. Trái nào trái nấy nè. Tháng 2 một mớ bữa nay cho mấy em tắng nghỉ về cho nó ăn. Cũng có mấy trái sống nữa. Tắng bé nguyên chùm không à. Cho nó nhanh đó. Nào nguyên chùm như gì nữa nha. Cho nó nhanh. Chứ bẻ từng trái nó rất là lâu luôn. Mấy cây này thì ở quê nó mọc rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Chùm chùm như gì nè. Đó, nhìn thấy hấp dẫn à. Để Tắng đi nó nói rằng này cô có gắn mối không. Cấp nãy Tắng thấy có một con nữa nè. Trái nó còn nhiều lắm mà Tắng bẻ nó nói ở trong còn không có dám chèo ra ngoài. Nhiều cây thì bà con mình ở gần nhà thì không có cho bẻ. Nhiều cây thì trên đồng thì không có ai bẻ hết cả nhà ơi. Ở đây có bầy chuối chín nữa nè cả nhà. Chuối này là chuối sáp á, nấu ăn rất là ngon luôn. Cũng không có ai đốn bẻ luôn nè. Ở trên đồng ở dưới quê thì chuối với trái cây bà con mình trồng nhiều lắm. Có cái nhánh ngoài đó, đó trái rất là nhiều luôn, Tắng không có dám chòm ra. Đây nè cả nhà, chòm nè. Cái chăm này chăm 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 không. Cái Tắng ra ngoài Tắng câu ít con gắn mối nữa rồi Tắng đi về. Một bọc này cũng có 3 kg cả nhà. Cấp nãy thì Tắng bẻ cây chăm ở bên đó đó cả nhà, cái máy dầu đó đó. Tắng lộ ở đây Tắng thăm hai tay lưới gắn nè cả nhà. Ở đằng đó một tay nó không dính này, đằng này cũng một tay nó cũng không dính luôn cả nhà ơi. Tắng đi ngang đây Tắng phát hiện được cái tổ ong nè. Tổ ong ruồi ở trong cây dừa này nó chết rồi nè cả nhà. Ở đó ruồi nó bay vòng vòng. Nó bay hướng vô đó đó. Còn phía bên đó một ổ nữa kìa, ở dưới gốc dừa. Mấy cây dừa này là nó chết hết trơn rồi. Để mai mốt Tắng đem đồ nghề lên đây Tắng đốn cây dừa này ra là Tắng coi có ổ ong không rồi Tắng bắt. Ở trong đó nó bay vô bay ra kìa. Cái đằng này tổ nữa nè. Cây dừa nó gãy ngang đọt rồi. Cái khu này bữa hổm ếch nó rất là nhiều luôn cả nhà, hầm cá tra lớn nè. Tắng đợi gì mình kéo tác bán hết đó, bơm nước. Rồi Tắng vô đây Tắng xin. Tắng đi túc ếch cả nhà. Nãy giờ Tắng cũng không có câu gắn mối nữa, Tắng đi vòng vòng bể chăm với Tắng đi vòng vòng. Anh em nào mà muốn câu cách bắt gắn mối thì lên kênh Tắng Nguyễn Miền Tây, cái kênh chính của Tắng á. Tắng có chia sẻ trên đó rất là nhiều cách bắt gắn mối hiệu quả lắm cả nhà ơi. Trên đó đó Tắng câu Tắng bán lúc trước nhiều lắm. Còn cái kênh này góc nhỏ miền Tây này Tắng mới có tạo à. Tắng tạo mấy tháng nay, Tắng tạo để chơi rồi cả nhà. Rồi ở đây có con gắn lại nó bò kìa, nhỏ quá cái nhào mà cả nhà. Cái nhào này nghe nói làm thuốc nè. Ở quê Tắng cái này bà con mình người ta xả lúa rồi, gắn mối nó nhiều lắm. Nãy giờ cũng có mấy em nhỏ câu ngoài đó đó. Bữa nay lễ á, dỗ tổ nè cả nhà. Mấy em nhỏ nghỉ học đi câu nhiều lắm. Cái bọc chăm Tắng để bên đó kìa. Để Tắng đi ra bên đó, ngoài đó có cây chăm sừng ngon lắm. Tắng ra đó Tắng bẻ, Tắng bẻ nữa rồi đó, Tắng đi về luôn. Để Tắng thổi ngang cái con kinh này nè cả nhà. Lúc trước cái kênh Tắng Nguyễn Miền Tây á cả nhà, Tắng đi dăng lưới gắn theo mấy cái con kinh này nè, gắn rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Dăng ở trước nhằm khi bữa đó dăng ở trước Tắng đi lại có 1 tiếng đồng hồ sau Tắng đảo về á là dính được con gắn nước rồi. Nó với đám hồi đó lục bình nó rất là dày luôn. Cái cây cầu huyền thoại Tắng đi dưới đó nè, Tắng ngang ngang. Còn cái này là trái u môi nè cả nhà.
Chứ mồi nó chín nó rụng nó xuống nè. Cái cây này mà bẻ chắc đựng bằng bao luôn cả nhà ơi. Trái rất là nhiều luôn. Bà con mình không có ai bẻ hết. Ở quê đắng mấy cái trái này dưới mấy cái chăm, chứ bình bát nó mọc đầy chân luôn. Trái ông môi nè, chín nè, rụng nè. Đèn trái nữa nè. Đang bẻ nè. Cả nhà, trái nó chưa chín. Trái này chín rồi nè. Cái trái này nhầm cây nó ăn đắng, nhầm cây thì ăn rất là ngọt luôn. Cái đắng lội qua bển rồi đắng chạy ra cây chăm máy. Nãy giờ thắng cầu ơi, hồi nãy giờ thắng cầu ở trên kia cả nhà, vòng vòng qua đi tới cây chăm nó trái nhiều quá, thắng lên thắng bẻ rồi thắng không có câu nữa. Nãy giờ thắng cầu cũng cỡ hơn tiếng đồng hồ nè, được nhiêu nè. Thắng vừa tới cây chăm kế bên nữa nè, thắng lội ra đây là cây chăm này là nó ngon nhất á cả nhà. Cây chăm sừng nè, trái dầm nè, trái nó rất là to luôn cả nhà ơi, cháo quá mà nó ăn rất là ngọt luôn, mà cái hột nó chút xíu à. Ở đây thì cũng có nhiều người ta bẻ nè. Nè cả nhà, nắng quá nắng. Nhiều người bà con mình người ta ghé đây người ta bẻ nè. Cái chăm này là ngon nhất nè. Thì thắng trèo lên thắng bẻ, thắng bẻ xong rồi đi về luôn chứ thắng không có câu gắn mối nữa. Bữa nay được có mấy con à. Mấy anh em nào mà muốn câu gắn mối, muốn bắt cách gắn mối á thì lên kênh Thắng Nguyễn Miền Tây cả nhà. Kênh đó kênh chính của Thắng á, Thắng thường chia sẻ lên cách săn bắt gắn mối á. Cái kênh này Thắng mới có tạo à, chủ yếu là Thắng quay vòng vòng chơi rồi cả nhà. Để Thắng trèo lên Thắng bẻ một mớ rồi Thắng đi về luôn. Bữa nay Thắng cũng đi vòng vòng bẻ chăm mà chứ Thắng không câu gắn mối nữa. Trái quá trái à, bữa nay Thắng nghỉ được có ngày à. Thắng cũng xin kết thúc video tại đây. Thắng cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ kênh Góc Nhỏ Miền Tây. Thắng chân thành cảm ơn nhiều. Trái này chăm này rất là ngọt luôn cả nhà. Cái hột nó chút xíu à. Được mấy con gắn mối nè. Để một chút Thắng thả luôn.